Rồi, điều khẳng định đầu tiên là chúng ta sẽ nói là x và y. Amin x và y. Có cùng K, có cùng liên kết pi là K đó. Nhưng mà tại sao lại nhìn được cái điểm này? Tại sao lại cứ nhìn được cái này? Đó, tại sao lại nhìn được cái này? À. Thì tụi con quan sát như sau. Quan sát bảng bên trái cho thầy này, nhìn nhé. Công thức của một amin. Một cái amin nhé, công thức tổng quát của một amin. Thì xuất phát từ công thức tổng quát của một hợp chất hữu cơ ở trên này con này, đây này. CnH2n cộng 2 cộng T trừ 2KOZnT. Nên tuy nhiên thì với amin thì nó không có oxy, mình bỏ cái Z đi. Bỏ cái Z đi. Thì ta chỉ có là CN này. H2N cộng 2 đúng không? Rồi cộng cho T nè, trừ cho 2K NT. Đó, trong đó T là số nitơ, còn K là số liên kết pi. Nếu mà như vậy thì ở amin X nha. Ở amin X nè. Amin X thì chúng ta sẽ viết lại ha. Đó là CnH2N cộng cho mấy? Amin X thì tụi con quan sát là X này. X là chỉ có 1N, 1 nitơ thôi. 1 nitơ có nghĩa là K của nó, là T của nó bằng 1. Là T của nó bằng 1. Từ bạn thế vào đây là 1 là cộng 3 này. Trừ cho 2K, 2K của ai? 2K của X. Và 1 nitơ. Dư hiểu không con? Để Dư. Hiểu hiểu rồi. Bây giờ tới amin Y nè. Mình thầy sẽ biểu diễn amin Y nhá. Amin Y người ta cho bên phải là CnH2m cộng 1N2. Rồi. CN này. H2N cộng mấy? Đây là xuất phát từ công thức tổng này ha. Thì với amin thứ hai đó là nó có N2, nghĩa là có 2 nitơ, nghĩa như này bạn thay T vào, thay T vào là bằng 2 đó, thì nó sẽ là cộng 4 này. Trừ cho 2 lần KI, K của Y và N2. Rồi. Cái chỉ số này là con. Người ta cho là chữ M đúng không? Chữ M. Còn cái chỉ số này này, người ta cho bên kia là chỉ số M cộng cho 1. Đúng không? Và tự tên ta có này. Bạn nhìn là ta có nhé. Ta có M cộng 1 đúng không? Bằng 2N cộng 4 trừ cho 2KI. Thì cũng chính là bằng cái gì? 2N cộng 3 trừ cho 2 lần KI cộng thêm 1 đúng không? 4 tách thành 3 cộng 1. Còn ở đây, trên này này, chỉ số M của mình nó bằng là 2N cộng 3 trừ cho 2 lần KX. Rồi, ở đây. Ta thấy là ở trên này là M, ở dưới này là M cộng 1. Mà đây chính là M đúng không? Đây chính là M đúng không? Phải không? M cộng 1, đây là 1 rồi, thì đây chính là M chứ còn gì nữa. Vậy là chúng ta thấy là cái biểu thức ở dưới này nè, biểu thức này và biểu thức trên này, hai cái biểu thức này phải bằng nhau. Mà muốn bằng nhau như vậy thì có phải là KX nó sẽ bằng KI không? Dư có hiểu không con? hiểu rồi. Hiểu. Như vậy là hai amin XY này có cùng K. Đây là một kết luận vô cùng quan trọng nhé. Rồi, thầy đã giải thích cho con rồi. Hai amin X và Y có cùng K. Ok, có cùng K. Đây rồi, có cùng K như vậy rồi. Thì bây giờ chúng ta mới quay về cái bài toán này ha. Bây giờ mới quay về cái bài toán của chúng ta này. Đốt hoàn toàn 0,08 mol E. 0,08 mol E này. Đó là gồm có 3 chất là amin X, CnH, MN. Rồi amin Y là CnH, M cộng 1, N2. Ok. Còn hai anken thì các bạn đặt nó là CN trung bình, H2N trung bình thôi, đúng không? Đặt như vậy thì làm sao nữa đúng không? Rồi bây giờ đốt này. Đốt cháy ha. Các bạn sẽ thu được ở đây những cái chỉ số người ta cho này. CO2 là 0,22 mol. Rồi, nước là 0,3 mol. Nitơ
là 0,03 mol, đó là chỉ số đề bài cho. Ok ha. Rồi. Bây giờ cái hỗn hợp E này thầy sẽ đặt cái K của nó là K trung bình của E. Liên kết pi là liên kết pi trung bình. Còn với amin thì đương nhiên là với anken thì K của nó là 1 vì nó có một nối đôi. Anken thì có một nối đôi. Anken có một nối đôi, tức là liên kết pi của nó bằng 1 đúng không chứ? Yeah. Rồi. Còn hai cái này á thì có cùng K rồi nên nó sẽ là K thôi, nhưng mà K của nó là cái gì thì mình chưa biết. K là bao nhiêu thì mình chưa biết. Rồi. Bây giờ các bạn mới áp cho thầy cái công thức này. Đây nhá, áp cái công thức số 1 nha, áp công thức 1. Công thức số 1 ở bên trái. Công thức 1. Công thức 1. Khi chúng ta lấy số mol của CO2 này, chúng ta trừ đi số mol nước thì cái công thức đầu tiên này thầy sẽ áp cho hỗn hợp nhá. K trừ 1, như đây là K của E, của nguyên cái hỗn hợp E luôn. Trừ cho 1. Trừ cho 1. Trừ T trên 2, vậy là T trung bình luôn. Niter là trung bình luôn, trên 2. Nhân cho số mol hỗn hợp, vậy là nhân cho số mol của E. Đã, rồi. Các bạn sẽ nhân ra giúp thầy ha. Bạn nhân ra thầy tương đương. Tương đương này. Rồi. CO2 là 0,22. Nước là 0,3 này. Bấm thầy nhân ra nhé. K trung bình E nhân số mol E, mà số mol E là 0,08 này. Trừ số mol E là 0,08 này. Trừ số mol E là 0,08. Rồi. Trừ cái chỗ này thì T chia 2 nhân số mol hợp chất hữu cơ chính là số mol của nitơ đó. Các bạn thấy số mol N2 xuống này là 0,03 xuống. Nha, yeah, ok. Từ đó các bạn sẽ bấm được cho thầy K trung bình E bằng, bấm giúp thầy nào, 0,375 đúng không? 0,375. 0,375. Ok. Có 0,375 rồi thì chúng ta phải nói làm sao? Ta sẽ suy được một cái điều vô cùng quan trọng. Quan trọng. Đó chính là suy được cái K của amin. Đấy, các bạn phải hiểu là cái K này chúng ta tính này là K trung bình của hỗn hợp là 0,375. K trung bình là 0,375 thì phải có chất có số pi lớn hơn 0,375 thì cái chất đó đã là anken rồi. Anken có K bằng 1 lớn hơn 0,375 rồi. Vì thì chất còn lại, một phải có một chất còn lại mà số K nó phải bé hơn 0,375 hay nó khác bằng 0 thì đó chính là cái K của amin. Và vì hai amin này có cùng K, ta đã khẳng định từ đầu nên là K của này nó sẽ bằng 0. Đó là điểm vô cùng quan trọng, có nghĩa là amin của chúng ta là amino. Amino và hở, đó là điều chúng ta khẳng định, amino hở. Rồi, thầy tiếp tục ha. Thì sau khi có được cái điều đấy rồi thì bước tiếp theo này. Chúng ta đặt cho số mol của hai amin nhá. Chúng ta đặt số mol của hai amin này luôn. Đó là chữ amon. Amon đặt số mol A là số mol của hai amin. Rồi, còn B sẽ là số mol của anken. Rồi, chúng ta lại vẫn áp lại công thức 1 nhé. Vẫn dùng công thức 1 bình thường. Dùng công thức 1. Rồi, bạn sẽ có số mol CO2 này. Bạn trừ đi số mol nước nha. Thì bây giờ áp dụng này. Là bằng K trừ 1. K trừ 1 trừ T trên 2 đúng không? Nhân cho số mol của hợp chất hữu cơ. Số mol hợp chất hữu cơ. Rồi, bây giờ tương đương tiếp nha. Mình sẽ nhân ra này, con sẽ nhân ra giúp thầy ha. CO2 là 0,22. Đây là K trung bình luôn nhé. Đây là tất cả là trung bình hết. Trung bình. Hoặc là chúng ta có thể áp dụng từ cái khúc K này, KE rồi thầy nhân lại cho ha. Chúng ta có CO2 là 0,22 đây. Nước là 0,3 đây. Bạn trừ này bằng đúng không? K trung bình nhân cho 0,08 là số mol hỗn hợp này. Trừ số mol hỗn hợp là 0,08 này. Đây, đây là chính là số mol của N2. N2 là 0,03. À, N2 0,03. Đấy, áp dụng cái công thức ở bên trái, công thức 2 đấy. Áp lần thứ hai công thức 2. Đây chính là cái gì? Chỗ này chính là cái gì? Chỗ này chính là K trung bình, chính là số mol pi. Đúng không? Chính là số mol pi. Đây chính là số mol pi này. Mà số mol pi của chúng ta là bằng ở đây cái gì?
K của amin là bằng 0 rồi. K của amin là bằng 0 rồi. Đúng không? K của amin là bằng 0. Như vậy nó sẽ là 0 nhân cho A cộng cho amin của alken của mình á, là cơ số mol là B mol và nó có 1 pi, vậy là 1B. Vậy có nghĩa là từ cái biểu thức này thì các bạn sẽ suy được chữ chữ B đúng không? Cũng được chữ B bằng, tại vì nguyên cái biểu thức này nè, đây này. Đó là thay bằng cái này này. Đó, vậy tính được chữ B bằng bao nhiêu? Bấm nút thay chữ B bằng. B bằng 0,03. B bằng 0,03 mol. Rồi ok. Rồi, B bằng 0,03 thì sẽ suy được chữ A là số mol của hai amin đó. Vì tổng số mol hỗn hợp là 0,08, số mol này là 0,08, trừ đi số mol alken là 0,03 thì các bạn sẽ có số mol của hai amin là 0,05. Tổng số mol của hai amin 0,05 ha. Đặt cho số mol của amin trên. Amin ở trên này này là ít mol đi. Ít mol. Còn amin dưới này các bạn đặt cho nó là y mol ha. Như vậy thì sẽ có hệ phương trình bên trái đây. X cộng Y là tổng số mol của hai amin là chính là chữ A đó, là 0,05. Ngoài ra chúng ta bảo toàn nguyên tố nitơ, bảo toàn nguyên tố N nè, thì các bạn sẽ có được cái phương trình là X cộng cho 2Y bằng nitơ phía sau nằm ở N2 đúng không? Là 0,03 nhân cho 2. Và từ đó chúng ta sẽ bấm được X bằng và Y bằng. X bằng Y bằng. X bằng 0,04, Y bằng 0,01 mol. Đấy, chúng ta tìm được số mol của từng amin rồi. Như vậy là chúng ta đã có amin thứ nhất, amin đầu tiên CNHMN có số mol là 0,04. Amin thứ hai là CNHM cộng 1 N2 có số mol là 0,01. Alken là CN trung bình, H2N trung bình có số mol là 0,03. Rồi biết hết số mol rồi. Và khi đốt thì tạo ra một cái lượng CO2 là 0,22. 0,22 mol. Rồi, thì tới đây chúng ta chỉ cần bảo toàn nguyên tố carbon thôi là xong. Bảo toàn nguyên tố carbon. Thì bạn sẽ có N nhân 0,04 này cộng N nhân 0,01. Đúng chưa? Cộng tiếp 0,03 nhân N trung bình bằng 0,22 là tổng số carbon phía sau. Ở đây với điều kiện. Đương nhiên với một cái amin no mạch hở bình thường thì N lớn hơn hoặc bằng 1 là được, nhưng tuy nhiên ở đây đề bài đã cho chúng ta yêu cầu là N, chỉ số N của chúng ta là phải lớn hơn hoặc bằng 2. Đó là đề bài yêu cầu N nhỏ lớn bằng 2 ha. Vậy thì ở đây N nhỏ. N để yêu cầu là phải lớn hơn bằng 2. Còn N trung bình là chỉ số carbon trung bình của alken. Alken ít nhất là 2C. Vậy thì N trung bình nó phải lớn hơn 2 ha. Để từ đó các bạn chọn. Bạn chọn giá trị hợp lý. Chọn N bằng. Để được N trung bình bằng. N bằng 2 được không? N bằng 2 thì N trung bình bằng bao nhiêu? N bằng 2 thay vào 0,22 các bạn trừ cho 2 nhân 0,05. Rồi đó chia cho 0,03. Thì N trung bình bằng 4. Là cái này là loại. Tại sao N trung bình bằng 4 lại vẫn loại? Chúng ta có hai alken liên tiếp. Chúng ta có hai alken liên tiếp nhau. Thì N trung bình bằng 4, bạn chọn alken liên tiếp là alken nào được? Đâu có alken nào được đúng không? Ví dụ như N trung bình nó phải ra là 4, mấy? Vui như 4,2, 4,3 đi. Thì chọn hai alken liên tiếp là C4, C5. Chứ giờ nó ra N trung bình bằng 4 thì làm sao mà chọn hai alken liên tiếp được? Dư có hiểu cái đó không con? Hiểu. Thì cái đó phải chọn khác. Mà phải chọn khác. Bạn phải chọn tăng lên. Chọn N bằng 3. Thì N trung bình là bao nhiêu? N trung bình của mình là 2,3 thì được. 2,3 thì alken là C2. 2,333 gì đó thì ăn hai alken liên tiếp là C2 với C3. Khi mà chọn N là bằng 4 thì chỉ số N trung bình nó sẽ bé hơn 2 là không phải. Vậy vậy amin x đúng không? Để bạn yêu cầu là tìm phần trăm khối lượng của A. Phần trăm khối lượng x, x là amin trên á, amin đơn ở trên.
Thì nó sẽ là C3. Đây là amin này con này, amin này là amin ít nè. Mà mình đã kết luận bên này là amin no hở rồi, amin no hở rồi. Hết chín rồi. C3H9 rồi, C3H9N. C3H9N và với số mol ta đã tìm được ở trên là 0,04 rồi. Đó, vậy đã có số mol của amin. Bây giờ nhiệm vụ còn lại là tính khối lượng của hỗn hợp ha, tính khối lượng của hỗn hợp. Thì khối lượng của hỗn hợp đơn giản mà. Khối lượng của hỗn hợp E. E là tạo thành từ amin và hydrocarbon, có nghĩa là tạo thành từ ba nguyên tố carbon, hydro và oxy thôi. À, xin lỗi, nitơ thôi. Các bạn cộng hết khối lượng của ba nguyên tố lại này thì ra khối lượng của E. Carbon là 0,22 nhân cho 12. H thì lấy từ nước là 0,3 nhân 2. Còn nitơ thì lấy từ N2. N2 là 0,03 nhân cho 2 này, sẽ nhân cho 14. Nhớ nhân cho 2 nha, bấm tổng khối lượng. Tổng khối lượng chúng ta là 4,08. Rồi ok, vậy thì các bạn sẽ tính được phần trăm khối lượng của E. Xin lỗi, khối lượng của X. X đây. Ha. Số mol là 0,04, M lớn là 59. Đó, 59 ha. Thì cho 4,08 nhân 100%. Ta bấm đáp số này. Năm mươi bảy phẩy tám mươi bốn phần trăm. Đáp án chúng ta chọn là câu B. Câu 2 thì đơn giản ha. Câu 2 thì đơn giản, không cần áp dụng quá nhiều công thức, coi trả công thức gì ở đây. Câu 2 chủ yếu là về mặt toán, các bạn giỏi toán thì ok, các bạn chặn lấy ngay. Dimetinamin, công thức của dimetinamin là CH3. Dimetinamin. À, là công thức là CH3 này. NH rồi CH3. Rồi, nhưng mà về mặt toán thì chúng ta có thể dồn nó lại thành C2H7 một N ha. Rồi và hai hydrocarbon. Hai cái hydrocarbon. Chưa biết. Đó. Đồng đẳng kế tiếp. Rồi. Đốt cháy hoàn toàn hết 100 ml hỗn hợp này. 100 ml hỗn hợp ít. Rồi ok, đốt này. À, tất nhiên sẽ thu được là CO2 nước và nitơ. CO2 nước và nitơ. Ở đây là thu được 550 ml. Câu này thì lâu lắm rồi, câu này là trong đề thi đại học nhưng mà lâu rồi. CO2 nước 209 hay là 10 thì quên, nước và nitơ. Rồi, thu được 550 như vậy và sau khi mà dẫn qua, đề bài nói là dẫn qua axit sulfuric đặc. H24 đặc hấp thụ ai được không nhỉ? Ừ. Để còn lại là 250 này là cái gì? Gồm gì với cái gì ở đây? Thì axit sulfuric đặc là hấp thụ nước đúng không? Là hấp thụ nước. À, có tính háo nước mà. Vậy thì cái khí mà thoát ra của ta sẽ là khí CO2 và khí nitơ nhé, nitơ. Các bạn thấy đây 550 dẫn qua hấp thụ nước mà còn lại 250. Như vậy nước của mình sẽ là 300. Đúng không? Mất đi 300 là mất đi nước, mất đi 300. Đúng không vậy? Đúng không? Ok ha, à, ok. Vậy ở đây thì bước 1 này, chúng ta sẽ tìm H trung bình. H trung bình của hỗn hợp X nha. Hỗn hợp X đấy. H trung bình thì bằng 2 lần nước, thể tích nước hoặc là số mol nước đều được. Chia cho thể tích của hỗn hợp. Thể tích của X các bạn nhân lên là 2 nhân 300. Bạn chia cho 100. Thì H trung bình bằng 6. H trung bình bằng 6 thì bạn sẽ loại ngay đáp án. Chúng ta sẽ loại ngay đáp án C và đáp án D, loại C đây. Tại sao lại loại C vào đây? Đây
Đáp án C là H6H8, hai hydrocarbon là H6H8, thêm cái amin của mình nó đã là H7 rồi. H7, H trung bình chúng ta tính ra bằng 6, H trung bình chúng ta tính ra bằng 6. Như vậy là trong hỗn hợp X phải có một chất mà hydro bé hơn 6, đúng chưa? Mà đáp án C thì đâu có cái chất nào mà hydro bé hơn 6 đâu. H6, H8, H6 này, H8 và H7, không có thằng nào hydro bé hơn 6 hết, không được. Tương tự với câu D thì câu D chúng ta là có H6, H8, H6, H8, H6 này, H8, và cái amin của chúng ta là H7 rồi thì không có ông nào mà có số hydro bé hơn 6 hết, vậy là không được. Như vậy đáp án CD là cái loại nhá. Đó, CD và là loại. Bây giờ tiếp tục qua bước thứ hai, các bạn sẽ thấy này, thể tích CO2 cộng với thể tích của nitơ ấy thì nó bằng 250, bằng 250 rồi. Mà cái thể tích của nitơ của chúng ta sinh ra này chắc chắn là phải lớn hơn không và phải bé hơn mấy, các bạn biết không? Nếu ta giả sử ha, nếu ta giả sử 100 ml này đều là của amin đi, 100 ml hỗn hợp đều của là amin thì 100 ml này thì sinh ra nitơ là 50 ml, đúng không nhỉ? Yeah. 50, nhưng mà điều đó có thể được không? Không được đúng không? 100 ml không thể là của amin được. Giờ đó số mol nitơ, thể tích nitơ phải sinh ra là bé hơn 50. Vậy thì cái thể tích CO2 của chúng ta sẽ phải lớn hơn và nhỏ hơn. Thể tích CO2 bằng 250 trừ đi nitơ, mà nitơ nằm trong khoảng này, do đó thể tích CO2 của ta sẽ nằm trong khoảng từ 200 đến 250. Chắc chắn là bé hơn 250 rồi đấy. Bạn hiểu ý không? Các bạn phải hiểu ý như vậy ha. Rồi, thì bước thứ ba chúng ta sẽ tính carbon trung bình của hỗn hợp. Carbon trung bình của hỗn hợp X. Carbon trung bình của hỗn hợp X bằng thể tích của CO2 chia thể tích hỗn hợp. Thể tích của X đấy. Và vì thể tích CO2 nằm trong một cái khoảng xác định, do đó carbon trung bình cũng phải nằm trong một khoảng xác định. Bạn chia cho 100 ha, thì đây là từ 2 cho đến 2,5. Carbon trung bình từ 2 đến 2,5, chúng ta sẽ loại luôn đáp án A. Tại sao lại loại A? Đáp án A của chúng ta có 1C này, 2 carbon, và cái amin của chúng ta thì cũng có 2 carbon à. Amin chúng ta cũng có 2 carbon. Như vậy nếu mà là đáp án A, nếu mà là đáp án A thì cái carbon của trung bình của chúng ta ấy là nó phải lớn hơn 1, nhỏ hơn 2, dư hiểu không? Chứ không thể nào nằm trong cái khoảng này được. À, như vậy đáp án cuối cùng ta là chọn B. Thế câu này về mặt toán thôi nhé. Câu 3 này coi. Rồi. Câu 3 thì chúng ta sẽ phải xài cái công thức ở bên trái đấy, bên trái nhé. Cái bên trái. Các bạn xài được công thức bên trái rất là khỏe ha. Và không phải xài một cái phương pháp gọi là quy đổi gì. Nó ghê gớm lắm. Ừ. Rồi. Tiếp tục này. Một amin. Amin no hai chiếc hở và hai hydrocarbon. Ok, chúng ta có 19 phết 10 19,3 gram. Chúng ta có 19,3 gram. Hỗn hợp A này gồm amino hai chức amino hai chức hở. Các bạn phải hiểu công thức của amino là CnH2n cộng 2. Đó cái công thức tổng quát bên trái đó, với không có oxy mà amino nghĩa là T nó bằng K nó bằng 0, amino là K bằng 0, hai chức là T bằng 2. Và công thức của amin X này chính là CN này. H2N cộng 4 N2. Ok, rồi. Nó lại thêm 2 hydrocarbon. Nó thêm vào là 2 hydrocarbon. Mạch hở Y và Z đồng đẳng kế tiếp thì đó rồi. 2 hydrocarbon. Rồi. Rồi người ta làm gì? Người ta đốt này. Đốt. Thì oxy đang cần dùng đây là 1,825. Rồi. Chúng ta sản phẩm thu được có CO2, có nước và có nitơ, thì nitơ nó đã cho mình số mol là 2,24 lít.
Vậy là 0,1 mol. Rồi. Ok. Đầu tiên thì tụi con nhìn vào nguyên tố nitơ. Bảo toàn N nhé, bảo toàn nitơ. Nitơ ở đây và nitơ ở đây nó phải bằng nhau. Vậy bảo toàn nguyên tố nitơ thì thầy viết luôn kami này là 0,1 mol, đồng ý chưa? Ok. Bước tiếp theo thì tụi con phải tìm được số mol của CO2 và nước nhỉ, đó là gần như là điều bắt buộc rồi. Đặt là XY ha. Thì muốn tìm được CO2 X và Y đó thì chúng ta áp dụng hai cái bảo toàn là bảo toàn khối lượng này. Thì tụi con sẽ có 44X nè cộng cho 18Y. Bằng thầy chuyển vế luôn được không? 19,3 cộng cho oxy là 1,825 nhân 32 sẽ trừ khối lượng của nitơ là 0,1 nhân cho 28. Rồi. Phương trình thứ hai là chắc chắn là chúng ta phải bảo toàn O rồi, bảo toàn O. Thì chúng ta sẽ có 2x này cộng cho y bằng 1,825 nhân 2, tại vì trong amin và hydrocarbon thì không có O hết. Thì đó là thuận lợi. Chúng ta sẽ có x bằng và y bằng, tụi con bấm giúp thầy nhé. 1,15, 1,35 rồi, 1,15. 1.35. Rồi. Ok. Rồi xong. Sau đó thầy sẽ đặt cho số mol của cái hydro hai hydrocarbon này là amon nhé, là tạo amon. Rồi. Sau đó các bạn sẽ áp công thức bên trái, áp công thức bên trái giúp thầy ha. Áp công thức số 2 luôn, áp công thức số 2 luôn ha, áp công thức 2 luôn. Công thức 2 này. Chúng ta lấy số mol CO2 chúng ta trừ đi số mol nước bằng số len kết pi này trừ cho số mol của hỗn hợp hợp chất hữu cơ, sau đó trừ số mol của N2, các bạn thay vào ha. CO2 của chúng ta là 1.15, nước là 1.35, số mol pi này ở đâu thì pi đề bài cho một cái dự kiện rất là quan trọng này, cũng là 19,3 gam hỗn hợp A đó. Đấy, cũng là 19,3 gam hỗn hợp A này làm mất màu vừa đủ một lượng brom là 0,1. Thì các bạn nên nhớ rằng brom là nó cộng vào liên kết pi, cứ một liên kết pi thì cộng với một brom, đúng không con? Một nối đôi cộng một brom đúng không? Thì liên kết pi ở đây chính là 0,1 mol này. Số mol của hợp chất hữu cơ lúc này nó gồm có hai cái, đó là số mol của amin và số mol hydrocarbon mình đặt đấy, trừ số mol nitơ là 0,1, từ đó bạn sẽ suy được chữ A bằng, con là số mol của hydrocarbon các bạn có đấy, A bằng 0,1 luôn hả? A bằng 0,1 đúng không? A bằng 0,1, ok, A bằng 0,1. Rồi khi có số mol A 0,1 rồi số mol brom là 0,1 nữa thì các động tác đầu tiên các bạn phải hiểu như thế nào. Ủa mình đã chắc gì nó là anken đâu đúng không? Mình chỉ nói là một pi, một pi có nghĩa là có một nối đôi thì cộng với một brom đúng không? Lỡ nó có hai pi thì sao? Thì khi đó bạn phải tìm và lập tỷ lệ, lấy số mol brom chia cho số mol của hydrocarbon là chữ A thì bạn sẽ có là 0,1 này. Chia cho 0,1 thì bạn sẽ có là bằng 1. Vậy suy ra có một pi đúng không? Một pi thì suy ra mới là anken. Nghĩa là công thức của nó sẽ là CN trung bình, H2N trung bình. Và tất nhiên là chỉ số N trung bình này phải lớn hơn 2. Còn nếu mà cái tỷ số này mà chúng ta lập ra đó, mà nó bằng 2 chẳng hạn, thì khi đó nó sẽ là ankin đúng không? Bằng 3 thì nó sẽ là 2 nối đôi với vậy. Thì khi đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái chỉ số carbon trung bình. Bảo toàn carbon. Đây là bảo toàn carbon thôi, không cần đồng đẳng hóa gì cả. Chúng ta có 0,1 là số mol của amin nhân N là số carbon của amin. Cộng tiếp A là 0,1 nhân N trung bình là chỉ số carbon trung bình của hai hydrocarbon bằng cái CO2 của chúng ta là 1.15. 1.15. Rồi ok. Tất nhiên ở đây phải có điều kiện, chúng ta phải có điều kiện ha. N là amin no hai chất. Mà đề bài có cho chỉ số N không? À, no hai chất. À từ từ này.
Biết trong A có hai chất có cùng số nguyên tử carbon. Từ từ nha, cái dự kiện này nên nói đến điều gì hả? Biết trong A có hai chất trong cái hỗn hợp A này nè. Có hai chất có cùng số nguyên tử carbon. Trong cái này nè, có hai chất có cùng số nguyên tử carbon thì chất đó phải là amin với alken đúng không con? Đúng không Dư? Dạ đúng. Chứ làm sao mà hai alken liên tiếp mà là cùng C được? Đúng không? Dạ hiểu rồi. À, hai chất có cùng C thì chất đó phải là alken với amin, đúng không? Alken với amin. Alken với amin. Vậy thì do đó cái chỉ số N này nó phải cùng số carbon với alken thì N này phần lớn nó bằng 2, còn tất nhiên là chỉ số ấy, carbon trung bình của alken thì phải lớn hẳn hơn 2 rồi. Đúng không Dư? Dạ đúng rồi. Rồi, tôi còn chọn thôi, tới đó tôi còn chọn, bắt đầu chọn. Chọn nào. Chọn. Chọn N trước đi, chọn N bằng N trung bình bằng. Làm sao nó cùng C ấy con nha. Con chọn N bằng 2. Nếu N bằng 2 nào thì N trung bình bằng mấy? Bấm đi con. Dư, bấm lẹ thầy. Nếu N bằng 2 thì N trung bình của chúng ta sẽ là trừ cho 0.2 này, chia cho 0.1 thì N trung bình chúng ta ra 9,5. N trung bình là 9,5 thì hai alken sẽ là một cái 9C một cái 10C, thì không có cái alken nào mà cùng số carbon với amin cả. Vậy là không được, phải chọn lên tiếp. Chọn N bằng 3. Thì N trung bình bằng mấy? Tôi còn bấm lẹ cho thầy nha. Cái này tôi còn phải phụ với thầy. Thì N trung bình là 8.5. 8.5 thì alken là C8 và C9 cũng không có cùng carbon với amin luôn. Tương tự như vậy con sẽ chọn lên và cuối cùng con sẽ chọn N bằng 6 này. N bằng 6 thì cái N trung bình của chúng ta nó sẽ bằng 5.5. N trung bình là 5.5. Đó, thì có nghĩa là alken của chúng ta, hai alken của chúng ta sẽ là C5H10 và C6H12. Trong khi đó cái amin của chúng ta sẽ là C6 này, H10 mấy? CnH2n cộng 2 là 14 đúng không? Đâu, CnH2n cộng 4 là C6H16. N2 thì khi đó là mình có mới có hai chất có cùng số carbon, đó là amin và alken. Đó, thì chọn đáp án nghiệm đó nó mới thỏa. Và đây bà yêu cầu tìm gì? Phần trăm khối lượng của Y trong A, Y là amin, à Y là hydro carbon nhỏ hơn, đây Y này, Y Z, Y nhỏ hơn Z và Y là ông trên. Và chúng ta phải tìm tìm số mol của nó ra. Bạn phải đặt tiếp số mol ha. Đặt Y mol này. Và Z đặt chữ khác đi. Đặt chữ khác đi. Đặt B mol và C mol đi. Rồi, các bạn sẽ có ngay cái phương trình là B cộng C là số mol của hai hydrocarbon là bằng chữ A này là 0,1. Rồi, bảo toàn nguyên tố C 5B này cộng cho 6C này cộng cho amin là 0, mấy nhỉ? Amin là 0,1 đúng không? 6 nhân 0,1 bằng carbon trong CO2 là 1.15. Và từ đã bấm B bằng C bằng. Bấm giúp thầy. Nhiêu nhiêu áp số? 0,05, 0,05 với 0,05. Hai cái 0,05. Rồi ok, 0,05, 0,05. Rồi. Tính phần trăm khối lượng thì tương tự ha. Tụi con phải tính khối lượng của A ra. Tính khối lượng một của A nó có rồi này, nó cho 19,3 gram được rồi. Vậy là phần trăm khối lượng của C5H10 0,05 nhân cho 70 đúng không? M lớn là 70. Chia cho 19.3. Bạn bấm. Mười tám phép 13. Mười tám phép 13%.
Đây đáp án B, bạn trả đáp án B. Ok. Rồi có hỏi chỗ nào hỏi nhá. Rồi, thầy qua tiếp nhé. Thầy qua tiếp. Câu 4. Rồi, H2X gồm có hai hydro carbon bạch hở cùng số C. Hỗn hợp Y gồm có hai cái amin là dimethylmethyl và trimethylamin. Rồi. Hai cái hỗn hợp là đều m gam hết. Rồi thì thầy phải biết làm sao bây giờ ta viết viết thế này. Chúng ta có 0,17 mol. 0,17 mol này. Cái này gồm có m gam X. Rồi, rồi có m gam Y. M gam Y rồi. Y này gồm có gì? Dimethylamin là C2H7 1 nitơ. Trimethylamin là C3H9 1 nitơ. Để ta dồn vào công thức phân tử luôn đấy. Rồi, đốt hết. Đốt hết cái hỗn hợp đó. Đốt hết 0,17 mol hỗn hợp. Thì cần cái lượng oxy là 0,56 mol. Rồi, tôi được hỗn hợp khí và hơi. Hỗn hợp khí và hơi tất nhiên là CO2 nước và nitơ rồi, đúng không? CO2 nước và nitơ. Rồi, đề bài nói làm sao? Dẫn toàn bộ Z qua bình nước vôi trong dư. Thì khối lượng dung dịch giảm so với ban đầu và có khí thoát ra. Khí nào thoát ra con? Khi con dẫn qua nước vôi trong, thì khí nào sẽ thoát ra hả? Vi hả? Nhiều có nước vôi trong thì khí nào thoát ra con? Khí nào không hấp thụ trong nước vôi trong? Khí. Đúng, khí nitơ. Vậy thì thoát ra khí này chính là khí N2 là 0,03 mol. Vậy điền vào đây luôn này. Là N nitơ là 0,03. Rồi, 0,03. Ok. Chúng ta đặt XY là số mol của CO2 và nước thì dễ dàng giải quyết được bằng hai cái bằng một cái có một cái phương trình thôi, đó là m dung dịch giảm ha, m dung dịch giảm. M dung dịch giảm. Đúng chưa? Thì ta có này. M dung dịch giảm. CO2 và nước đều bị hấp thụ trong nước vôi trong, nhưng quá trình thì tạo ra kết tổ thì lấy khối lượng của kết tổ. Bạn trừ đi khối lượng của CO2 và nước đúng không? Khối lượng nước. Thì tương đương ở đây. Thì bài giảm là 12,96. Kết tổ ở đây. Chúng ta gọi CO2 là xmol. Thì cái kết tổ của chúng ta canxi carbonate á, thì nó cũng là xmol thôi. Tại vì nước vôi trong dư thì số mol CO2 bằng số mol kết tổ. Vậy đây mình sẽ có là 100 nhân cho x này. Trừ 44x này. Đây là 18y. Rồi đây là phương trình số 1. Phương trình số 2 thì các bạn bảo toàn ô, bảo toàn nguyên tố oxy. Các bạn sẽ có là 2x cộng 1y. Đấy, oxy này bằng oxy chỗ này này. Đốt trên này là 0,56 nhân cho 2. Đây là phương trình 2. Từ 1 và 2 thì các bạn sẽ giải quyết được xy. Giải quyết được xy cái đã. Rồi, bấm đi. Bằng 0,36 y bằng 0,36 y bằng y bằng 0,4. rồi sau đó đề bài hỏi cái gì, đề bài hỏi là bây giờ lấy cái x này, mang cái x này tác dụng với brom ở tác dụng với hydro thì cái lượng hydro vẫn là bao nhiêu thì lượng hydro vẫn là bao nhiêu thì con thấy nè. Cái amin này nó có tác dụng với hydro được không? Cái amin này nó có tác dụng với hydro được không, được không? Dư amin nó có cộng với hydro được không con? Dạ không ạ. Không, vì amin là no mà làm sao mà tác dụng được. Thì để bài hỏi cái câu là cho m gam x có nghĩa là m gam hỗn hợp các hydro carbon tác dụng với hydro thì cũng giống như cái câu là cho hỗn hợp này cộng với hydro mà thôi.
giống y chang nhưng có khác nhau gì đâu, đúng không Dư? Dạ. Tại vì amin nó đâu có cộng hydro đâu, đâu cộng hydro được. Nghĩa có hiểu gì đó không? Nghĩa? Dạ hiểu thầy. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ nói thế này. Áp công thức số 2 bên trái. Nếu lấy số mol của CO2 chúng ta trừ đi số mol nước đúng không? Thì nó sẽ bằng này. Số mol pi trừ số mol của hợp chất hữu cơ và trừ cho số mol của N2, thì các bạn thay vào là xong này, bạn sẽ có này. CO2 là 0,36, nước là 0,4. Số mol pi là chính là số mol H2 luôn. Tại vì sao? Tại vì cứ 1 pi sẽ cộng với 1 H2 mà. Một liên kết pi cộng 1 hydro nhá. Đây là pi cũng chính là hydro. Rồi trừ số mol hỗn hợp. Số mol hỗn hợp thì chúng ta chính là 0,10. 0,17. Đấy, số mol hợp chất hữu cơ này đấy là 0,17 thay thôi. Nitơ của chúng ta là 0,03 thay vào. Đấy, và bấm vào số mol N2. Đấy, vô cùng đơn giản đúng không? Đấy, rồi. Bấm ra thì sẽ có hydro là 0,16. Đây ta trả đáp án C nhé. Ok không Dư? Ok không? Ok. Rồi, Vi hiểu không? Ừ, Tấn hiểu không? Tấn này, ok không? Ok. À, rồi như áp dụng cho nó thuần thục cái biểu thức bên trái nhé. Rồi để nâng cấp lên á, sau này sẽ nâng cấp lên là bên cái phần tiếp theo là cái phần số 2 thì chúng ta sẽ có hợp chất hữu cơ không phải là hydrocarbon nữa. Và chúng ta sẽ gộp chung những hợp chất hữu cơ có cả oxy, đầu tiên là chèn oxy vào với những cái bài toán có ancol, ester. Rồi tiếp tục là chèn hợp chất hữu cơ thay hydrocarbon nó là một cái amino acid hoặc là peptide. À, có nghĩa là nó có thêm nitơ trong đó nữa thì vấn đề xử lý nó sẽ khó hơn. Khi đó chúng ta mới cần quy đổi ha, chúng ta mới cần quy đổi. Cần quy đổi một chút. Chứ còn mấy cái bài này quy làm gì? Không có cần quy hết. Cần quy đổi nhưng mà vẫn phải áp dụng cái bên trái nhé. Bên trái các bạn không hiểu được là mệt. Rồi, chúng ta có hỗn hợp XY và trộn theo tỷ lệ 1:5. Được hỗn hợp Z. Vậy có nghĩa chúng ta sẽ có 3,17 gram này. Hỗn hợp ở đây là hỗn hợp gồm có X. Hỗn hợp gồm X gồm có X là gồm có etin amin là C2H7N này. Rồi trimethylamin là C3H9N này. Đây là hỗn hợp ít. Chúng ta chưa biết số mol từng cái là bao nhiêu. Nhưng chúng ta cứ đặt nó là amon đi. Amon ha. Y là gồm có 2 hydrocarbon có số liên kết pi nhỏ hơn 3. Y là 2 hydrocarbon. Hydrocarbon. Chưa biết nó là gì. Đó. Và số mol của nó là 5A. Đấy, thì tỷ lệ là 1:5 mà. Để bài nó là trộn theo tỷ lệ 1:5. Đốt cháy hoàn toàn. Rồi, các bạn sẽ cần vừa đủ 7 lít oxy. 7 lít oxy để bấm ra. 7 chia cho 2.4. 0,3125. 0,31. 3,1,2,5 mol. Rồi. Thu được CO2 nước và nitơ, CO2 nước và nitơ. Dẫn qua nao H thấy khối lượng dung dịch tăng. Thì khối lượng dung dịch tăng chính là tổng khối lượng của CO2 và nước đó con. Tại vì sao? Dung dịch 3 giờ thì sẽ hấp thụ CO2. Bất kỳ dung dịch nào cũng hấp thụ nước hết, nước sẽ bị ngưng tụ. Mà khi CO2 mà tác dụng với NaOH thì nó không sinh ra kết tủa. Do đó khối lượng dung dịch tăng chính là khối lượng của CO2 và nước luôn. Thì cái chỗ đó có hiểu không? Duy có hiểu không? Anh Duy hiểu không? Các bạn có hiểu chỗ đó không? Tương tác. Nói thầy nghe. Hiểu đúng không? Ok, rồi. Thì vậy thì tất nhiên là chúng ta phải giải quyết số mol của CO2 và nước rồi. Bạn đặt XY ha. Thì có ngay cái hệ phương trình ta bấm thôi. 44X cộng 18Y là 12,89.
thì một phương trình bảo toàn ô nữa là 2x cộng y bảo toàn nguyên tố ô đấy bằng 0,3125 nhân cho 2. Đấy, tại amin và hydrocarbon thì nó không có ô, nó rất là thuận lợi để chúng ta có thể giải quyết được. Bạn bấm x bằng y bằng. Bấm giúp thầy ha. Bao nhiêu được không? Không phẩy hai không năm và 0,215. Ok. Một cái động tác rất là nhỏ nữa thì các bạn bảo toàn khối lượng giúp thầy ha. Các bạn bảo toàn khối lượng giúp thầy nè. Bảo toàn khối lượng nè. Các bạn sẽ suy được số mol của N2 thôi. Tại vì ở đây mình có khối lượng hỗn hợp là 3,17 gram. Oxy đốt có, tổng khối lượng CO2 và nước có luôn. Các bạn bảo toàn khối lượng, bạn phải tính được N2. Nhanh, bảo toàn khối lượng tính số mol N2. Bấm số mol N2 giúp thầy. Bao nhiêu dư? 0,01. 0,01. Rồi, 0,01. Rồi, thì các bạn phải hiểu rằng là ở hai cái amin này đúng không? Hai cái amin này nè đều đơn trước cả. Hai cái amin này đều là đơn trước. Do đó, nếu ta đặt công thức là CXHIN là công thức chung cho hai amin đi. Đó, mà amin này tổng số mol là A, vậy thì bảo toàn nguyên tố nitơ. Bạn sẽ có ngay chữ A này là 0,02 đúng không Dư? Đúng không? 0,01 nhân 2 này. 0,01 nhân 2 thì số mol của hỗn hợp hai amin này là 0,02 mol đúng không? Đúng rồi. Đồng ý rồi nhá, bạn phải hiểu như vậy. Vậy thì 5A ở dưới này các bạn nhân 5 lần lên thì số mol của hai hydrocarbon là 0,1 mol nhá. Giờ các bạn ghi khúc đấy. Chúng ta tiếp tục. Ghi khúc đó để chúng ta tiếp tục. Rồi thầy tiếp tục này. Thầy tiếp tục nhá. Bạn nhìn chú ý tiếp. Rồi sau khi có được 0,02 và 0,1 rồi, như vậy là chúng ta sẽ có số mol của hỗn hợp, đúng không? Số mol hỗn hợp là bằng 0,02 các bạn cộng cho 0,1, đấy là 0,12 mol. 0,12 mol. Thì các bạn sẽ suy được carbon trung bình bằng carbon trung bình bằng số mol của CO2 là 0,205. Bạn chia cho số mol hỗn hợp là 0,12 thì bấm ra bao nhiêu? Chắc chắn là 1, mấy rồi đúng không? 1, mấy đúng không? 1, bao nhiêu? Thực ra biết là 1, mấy cũng được rồi, 1,7. Rồi, vậy suy ra một chất là, đấy, carbon trung bình của hỗn hợp là 1,7 thì phải có một chất bé hơn, có nghĩa là một chất là có một carbon đấy, một carbon mà ăn kim. À, quên, mà amin thì không có cái nào mà 1C rồi, C2 và C3 không. Như vậy đó phải là CH4. Đúng không Dư? Nó phải thuộc vào cái hydrocarbon này đúng không con? Đúng. Đúng, đúng không con? Đúng rồi đúng không? Rồi ok. Rồi tiếp tục nhé. Chúng ta tiếp tục nhé. Chúng ta tiếp tục. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng công thức bên trái, công thức số 2 bên trái nha con. Công thức 2. Nếu ta lấy số mol CO2 này, ta trừ đi số mol nước này, sẽ bằng số mol liên kết pi trừ cho số mol của hợp chất hữu cơ, đã trừ số mol của nitơ. Bạn bấm tương đương vào. CO2 chúng ta vừa giải được là 0,205. Nước là 0,215. Số mol pi chúng ta chưa biết. Trừ số mol hợp chất hữu cơ này là 0,12, tổng số mol hỗn hợp 0,12 thôi nha. Còn nitơ là 0,01. Thì từ đó con sẽ bấm vào số mol pi. Bằng. Bằng bao nhiêu? Như ơi. Bằng bao nhiêu con? Không phải 12. 0,12. Ok, 0,12 bây giờ tụi con nhìn.
số bon pi là 0,12. Pi bây giờ thì nó sẽ không thể nào nằm trong, pi không thể nào nằm trong amin được, amin không có pi nào cả. Rồi, chúng ta có 0,1 mol. Các bạn có 0,1 mol này. 0,1 mol này của hydrocarbon, có nghĩa là của hỗn hợp Y đó, của Y này. Thì gồm có CH4, ông này ông thì không có cái pi nào cả. Không có cái pi nào hết. Thì cái hydrocarbon còn lại nó phải là bao nhiêu mol đây? Nó trong cái hydrocarbon này, nó hydrocarbon dưới này này, ông này này, ông ở dưới này này. Chưa biết số mol là bao nhiêu nhưng mà ông ta sẽ phải chứa số mol pi là 0,12. Dư có hiểu không? Hiểu. Hiểu. Mà bây giờ vậy, bây giờ thì cái hydrocarbon này nó có thể chứa 1 pi được không, hay là 2 pi, hay là 3 pi? 3 pi thì không được rồi đó. Vì đề bài yêu cầu số mol pi thì phải nhỏ hơn mấy này? Có số liên kết pi thì phải nhỏ hơn mấy? Để phải nhỏ hơn 3. Nhỏ hơn 3 có nghĩa là có 1 pi hoặc là 2 pi thôi, đúng không Dư? Dạ. 1 pi và 2 pi. Nếu hydrocarbon này mà nó có 1 pi có nghĩa là anken. Nếu hydrocarbon này nó có 1 pi nó là anken thì không được. Nếu mà là anken là CnH2n, số mol pi là 0,12 mà anken thì có 1 pi thôi. Vậy thì số mol anken là 0,12 thì không được, tại vì tổng số mol hỗn hợp nó có 0,1 à. Vậy đâu có được đâu, đúng không con Nhi? Đúng không? Vậy bắt buộc ông này, ông là ta phải là ankin. Ông này phải là ankin, chắc chắn luôn. Tại ankin là có 2 pi ở trong này. Có 2 pi. Mà số mol pi là 0,12 thì số mol ankin này sẽ là 0,06. Tấn hiểu cái chỗ đó không con? Tấn ơi, hiểu không con? Nghĩa hiểu không con? Dạ hiểu rồi. Hiểu đúng không? Vi hiểu không con? Ok, rồi. Như vậy các bạn sẽ suy ngược lên đây. À. 0,1 trừ đi 0,06 thì các bạn sẽ có 0,04 mol của cả. Rồi, tới đây thì quá đơn giản, thì chúng ta chỉ cần bảo toàn, bảo toàn nguyên tố carbon. Ta tìm cái gì? Để bài yêu cầu tìm cái gì? Phần trăm khối lượng của hydrocarbon có phân tử khối à? Phần trăm khối lượng của hydrocarbon hả? Có phân tử khối lớn. Vậy là xong rồi. Chúng ta đã tìm xong cái amin to hơn là amin. Chúng ta phải tìm N đúng không? Mình phải bảo toàn carbon. Bảo toàn nguyên tố carbon này. Rồi. Chúng ta lấy ít trung bình. Ít trung bình là cái carbon trung bình của amin đó Dư. Này con, nhìn thấy ít trung bình không con? Dư ơi, thấy không? Rồi, ít trung bình là carbon trung bình của amin. Bạn nhân số mol của amin là 0,02 cộng cho carbon của CH4 là 0,04 nhân 1 cộng cho carbon 0,06 nhân N là carbon của ankin thì bằng tổng số carbon trong CO2 là 0,205. Tất nhiên các bạn phải hiểu một cái điều kiện ở đây. Ít trung bình là carbon, là carbon trung bình của hai amin. Carbon trung bình của hai cái amin C2H, C2 và C3 thì ít trung bình của mình phải lớn hơn 1. Xin lỗi, ít trung bình phải lớn hơn 2. Ít trung bình phải lớn hơn 2. Ít trung bình là carbon trung bình của hai amin C2 và C3 mà, ít trung bình phải lớn hơn 2 và nhỏ hơn 3. Đúng không? Vậy thì N đây, N là carbon của A ankin, là N phải lớn bằng 2 thì các bạn sẽ chọn N nhá. Nếu N bằng 2 thì ít trung bình các bạn bằng bao nhiêu? Bấm giúp thầy. Nó có thỏa không? Còn không thỏa thì mình phải chọn N bằng 3. Chọn đi con. Tới đây không cần phải quy đổi đâu. Nhiều bài tới đây quy đổi rồi dồn lại, tách nhóm CH2 ra rồi dồn lại mệt lắm. Bạn cứ chặn luôn, lấy luôn. Đẳng cấp hơn là tách ra. Tách ra làm gì? N bằng 2 thì ít trung bình bao nhiêu nào? Bạn bấm cho thầy đó. Bao nhiêu con? N bằng 2, ít trung bình bằng, có phải thỏa không? 2,25 là ok. Còn nếu bạn tăng lên N bằng 3 thì ít trung bình nó sẽ không thỏa nhá. Vậy
cái chất chúng ta cần tìm là C2H2 ankin với số mol là 0,06 mol. Rồi phần trăm khối lượng của amin lớn hơn của hydrocarbon lớn hơn là phần trăm khối lượng của các ông này đây là 0,06, các bạn nhân cho 26 m lớn 26 ha, chia tổng khối lượng là 3,17 gam nhân 100%, các bạn bấm ra thì đáp số sẽ là bốn mươi chín phẩy 21%. Và yêu cầu chọn giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây để chọn đáp án D ha.